Ok, hello anh em, chào mình đến quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nguyễn Mẫn Gamer này mời. Yeah. Ok anh em ơi, và hôm nay mình tiếp tục quay về GTA San Online ha. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà chúng ta tìm được một cái bài hát yêu thích ha, qua cái máy nghe nhạc ha, gọi là cái radio ở trên chiếc xe này mà. Đó, rồi chúng ta vô video luôn. Thì nhiều anh em hỏi Mẫn là anh ơi tại sao cái chế độ tìm kiếm ở trong cái radio của chiếc xe nó lại không có hiệu quả, không có tìm được. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tìm nha, rất là dễ luôn, tại anh em không biết thôi. Thì đầu tiên anh em chuẩn bị cho mình một cái con xe nha. Đây, anh em chuẩn bị cho mình một cái con xe. Đó, thì con xe này Mẫn đang đậu ở dưới hầm anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên xe. Đó, thì để mà mở được nhạc trên xe anh em phải có con xe trước nha. Đây, rồi anh em lên xe và anh em sử dụng cái câu lệnh là sẹt xe radio như vậy ha, sẹt xe radio anh em enter một cái. Có phải là ở đây nó có là một cái top 50 bài hát, thì khi mà anh em click vô đây nè ha, anh em click vô lựa chọn á, nó sẽ có là những cái bài hát về tiếng Việt ở đây á, rất là nhiều đúng không. Nhưng mà bây giờ anh em muốn nghe một cái bài khác không phải là một cái bài ở đây đi á, ví dụ giờ vẫn bắt một cái bài như bài nhạc em của ngày hôm qua chẳng hạn, rồi thì mình sẽ bắt như thế nào. Ví dụ nha, mình quay lại, anh em vô cái chế độ tìm kiếm cho mình ha. Anh em bấm chữ lựa chọn. Rồi ví dụ như bây giờ anh em tìm cái bài là em của ngày hôm qua. Đúng không? Anh em tìm đúng không? Anh em enter. Đúng chưa? Rồi bây giờ anh em tìm kiếm. Đúng không? Anh em tìm kiếm. Để đăng tải và nó không hiện cái gì hết. Nó không hiện cái gì hết, anh em cứ nghĩ là bây giờ là nó hư rồi, cái chế độ này nó không có. Thực ra là không phải anh em ạ, thực ra là do anh em không biết thôi. Đó, nó sẽ tìm kiếm như thế này nha, anh em dùng lại cái lệnh là sẹt xe radio cho mình ha, sẹt xe radio, anh em enter một cái, bấm vô chữ tìm kiếm cho mình ha, tìm kiếm ha. Rồi anh lựa chọn, anh em muốn nghe bài em của ngày hôm qua, anh em sẽ bấm vô đây và em bấm như vẫn nha, em cộng của cộng ngày cộng hôm cộng qua ha, em của ngày hôm qua. Và bây giờ anh em sẽ coi thử nha, bây giờ mình sẽ ra và mình bấm vô cái chữ là tìm kiếm. Đấy, nó ra nguyên một cái selection đây của Sơn Tùng MTB rồi các kiểu RM rồi kiểu tà le đây nè, anh em thấy rất là nhiều cái đó, rất là nhiều tà le tùm lum tà lo luôn đó. Ok nha, anh em sẽ bấm vô cái đầu tiên đi. Anh em chạy cái nào cũng được, em cắm đầu tiên, anh em bấm chữ lựa chọn. Rồi bây giờ đăng tải, bấm chữ nghe. Đấy, anh em thấy chưa? Em ơi nơi nào? Yeah. Hãy cho em có em được câu ca, tình yêu sẽ cho anh lâu nào phải ta. Rồi có tim anh em sẽ không muốn tới anh được đâu mà. Nếu nó cười đau thương kia, nếu mà nó vẫn rời vì em nó bay đi, nó bay đi. Đó, anh em thấy chưa? Không phải là do cái gì? Không phải là do anh em. Cái chế độ này á, nó không sử dụng được mà do anh em không biết thôi. Đó, thì cái cách mà tìm bài nhạc, anh em chỉ cần là bấm cái tên bài hát và giữa những bài hát bấm dấu cộng 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 là xong thôi. Đấy, chứ đâu có cái gì đâu ha, rất là đơn giản thôi. Đó, nó chỉ đơn giản như vậy. Đấy, đi nhiều khi anh em không biết thì nay vẫn làm luôn cái để cho anh em biết ha. Và bây giờ anh em muốn tắt cái radio trên xe thì em cũng bấm vô cái lệnh là sẹt xe radio. Rồi, anh em enter, anh em chọn vô chỗ là trên radio up. Rồi bấm chữ lựa chọn. Ok, ngay lập tức nhạc nó sẽ tắt ngay và luôn đây, thấy chưa? Ok đấy, thì video ngày hôm nay mà nó giải quyết được cái thắc mắc giúp cho những anh em nào mà thích nghe vừa lấy xe vừa nghe nhạc phiêu trên đường ấy, hay là lấy xe mà vẫn đi một mình buồn mà không có crush ngồi bên cạnh ấy, anh em có thể là bắt nhạc anh em nghe tùy thuộc vào tâm trạng, nghe nhạc buồn cũng được, nghe nhạc vui cũng được, nghe nhạc remix cũng được, tùy thuộc vào cách anh em tìm kiếm và tùy thuộc vào tâm trạng của anh em thôi nha. Rồi đó, thì hy vọng và cái video này sẽ giúp ích được cho anh em rất nhiều trong tựa game GTA San Online, giúp cho anh em có những
cái giây phút thư giãn thật là VIP với những cái bài nhạc hot nha. Rồi bây giờ thì mấy ba anh em, anh em thấy video hay giống xin một like, một đăng ký kênh. Anh em nào mà chưa nhấn chuông nhớ đích vô chuông một cái để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video tiếp theo ha. Bây giờ thì mấy ba hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Anh em muốn làm về cái gì nữa thì cứ comment ở bên dưới, mình sẽ làm cho anh em. Mấy ba chúc anh em một ngày vui vẻ. Yeah. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.